cắt rồi. Đấy. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tao Là Gì. Đúng không? Trời ơi, sầu riêng là cái sợ nhất của mình. Xin chào mọi người đến với kênh của Hoàng Yến Chi Official. Và đây lại là nhân vật quen thuộc, đó chính là mẹ mình. Và đây là em trai mình. Em trai mình nay thì như các bạn cũng đã thấy rồi, gia đình mình thì trước giờ không truyền thống ăn sầu riêng. Nhưng mà mình... Trời ơi, mình có thể ngửi được và hình như là mình đã ăn rồi. Ngày xưa thì mình cũng đã ăn đủ là lúc mà ba tháng cho con ăn đi, nhưng mà phải bịt mũi vào mới ăn được. Để lùi ra đây. Thấy, sao thấy nhiều người thích ăn sầu riêng thế nhở, vừa đắt mà lại còn vừa thúc thủ. Không biết sao mọi người thích ăn, thích không biết nào. Ở nhà mình mà ăn sầu riêng thì ai mà ra ăn gì mời đi ra ngoài hành lang. Không có cái chuyện người ăn trong nhà này đâu. Nó mùi lắm, mình không biết ăn sầu riêng. Mình không biết ăn sầu riêng nhưng mà mình thấy như này là có vẻ ngon lắm. Ôi trời ơi, bác được cả múi to đấy nhỉ. Múi múi này. Cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Chuẩn. Hạt lép à? Sầu riêng hạt lép à? Ui quả múi chất lượng nha các bạn. Đây tôi sẽ khoe các bạn. Rất là ngon. Nhưng mà đây cũng là một dịp rất là hay, tại vì chẳng bao giờ nhà mình chủ động mua một quả sầu riêng mà khui để ăn như thế này. Em thích ăn sầu riêng à? Em á? Ừ. Em không thích nhưng mà em có thể ăn được, nhưng mà thực sự rất là ngon. Ngon đấy. Con mẹ tớ thì đã chạy đâu mất. Mẹ ơi! Mẹ cần cái khẩu trang rồi. Mẹ ăn khẩu trang thì mẹ lấy cái gì mẹ ăn? Tớ ngửi được. Ngửi dòng chảy cái nước mắt thôi. Thế ra thì không ngon như là tớ nghĩ. Mẹ thì bịt mồm chạy luôn rồi các bạn. Mẹ, mẹ ra đây ăn chung với con đi. Nhanh một lúc cho mẹ ăn. Mẹ ơi. Thực sự rất là lạ. Hạt có lép không? Không biết hạt lép là như nào và hạt không lép là như nào. Nhưng mà thấy toàn thịt không ạ? À? Không thấy hạt đâu. Thì chắc rồi. Thử phát nhá, để cho video được hoàn thiện. Đây đây, các con miếng nhỏ này rồi, ăn không chịu ăn thì con thôi. Thế là như thế nào? Thôi xin phép các bạn. Nó không phải là gu của gia đình mình. Thì ý là hôm nay chỉ là cái thử thách này để xem thử thế nào mình ăn như thế nào thôi. Đấy, các bạn có thể thấy là mẹ một ví dụ điển hình. Ôi, người cười chảy quá rồi. Sao để có thể giống người thịt chiên nước mắm này. Xong rồi kiểu phi hành thơm. Hôm nay mình sẽ ăn canh đậu trứng kim chi. Cái gì đấy hả? Đậu trứng kim chi. Mẹ mình đã không chịu rồi nên thật ra là mẹ đã đi ấy rồi thôi. Rồi còn mình sẽ cố gắng ăn hết. Giờ cũng mình cố gắng ăn hết. Ăn hết cả mấy múi này. Ý là chị Yến nói vậy đấy các bạn ạ. Các bạn thấy ngồi nhìn chị Yến ăn hết mấy múi này có thể ăn hết được thôi ạ. Chứ em mà ăn cũng ấy lắm mày. Ăn này ăn còn gọn nhá. Thôi được. Nói chung là rất là... Câu chuyện nó sẽ dừng tại đây. Và vlog này cũng kết thúc tại đây. Mình nghĩ là nó hơi ngắn nhưng mà thôi. Thế là đủ rồi.
Quả này mình mua mất 300 nghìn đó mọi người. 300 nghìn như này là quá đáng luôn đấy. Thôi bây giờ tí quá đáng là đáng này, tiền. Cho vào hộp, xong rồi cho bấm một cái xong mang sang này cô học trò cho nó cảm. Cảm ơn mọi người đã. Trước khi mang sang hỏi mấy cô bạn sẽ ăn được không nha, ra YouTube cửa nhà chưa kịp đã thật vui, thật vui vì mấy cô hàng xóm xung quanh nhà mình. Cảm ơn mọi người đã thật vui vì mấy cô hàng xóm xung quanh nhà mình làm cái gì nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đấy, tới đang đồn nói là thật vui vì đến đoạn đấy đó. Cảm ơn mọi người đi. Chào mình, chào Tùng Tăng, 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 Hoàng Yến, nhớ like và subscribe. Yeah, subscribe. Kênh YouTube của Hoàng Yến TV Official nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ đĩa này thì xin dành tặng cho mọi người. Tên 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 t